Lời hướng dẫn của em của anh về con Kyocera, dòng này là dòng 5CAM L3V, con này khá là rare trên thị trường. Thì lý do là con này là dòng những đời đầu của Contax, nên là những cái con này về cái lens, về cái kính, về cái pin sạc thẻ thì nó cũng khá dễ tìm, nhưng mà lens của nó khá xịn rồi, nên là hãy nhớ anh tặng kèm thẻ 1GB cho em nha. Pin thì là pin 2A, sạc một lần rồi bỏ. Rồi khi mình đóng máy lại thì mọi người bật máy lên bằng cách là bấm vào chữ power thì nó bật máy lên. Khi mình chọn power thì nó sẽ cho mình những cái mode function để chỉnh. Thì đầu tiên là cái hình này là xem lại hình setup, là bắt đầu vô phần setup trên máy. Như setup trên máy này nó sẽ có cái gì? Thì trên cái máy nó sẽ có tăng hoặc là giảm các cái nốt trên cái máy thì mình có thể điều chỉnh. Và language thì nó sẽ có rất nhiều thứ tiếng khác nhau. Rồi anh sẽ chọn tiếng Anh cho dễ nhìn. Thì nó sẽ có speed khi mà mình chỉnh file, color, action khi mà select là đỏ, xanh, vàng, blue gì đó cho mình nó đẹp trên cái máy thôi. Rồi trên cái này anh đã kiểm tra hết trên máy rồi. Bây giờ về phần chụp thì mình bỏ vô cái hình lúc máy chụp hình đã bật lên. Khi nó bật lên nó sẽ phải chớp cái đèn ở đây. Khi nó chớp cái đèn đầy đủ thì mình có thể bắt đầu chụp. Còn nếu nó chưa đủ thì nó sẽ không cho chụp. Và dòng này là những dòng đời đầu, nên lời khuyên của anh thì lưu ý là em bỏ pin vô, em nên mua những loại pin sạc để nó hoạt động lâu và bền hơn chính máy. Thì những loại pin thường thì nó sẽ hoạt động và làm cho cái máy hết pin khá là nhanh. Rồi anh xin nha, tại bữa giờ từ lúc anh đăng bài tới giờ thì anh đi yên pin trong máy luôn. Anh cũng chụp cái trăm tấm rồi nên không biết cục pin nó còn không. Rồi bật qua chức năng là quay, chức năng này là chụp. Rồi để anh xíu nha, để vô lấy một pin anh thay cho em nha. Rồi pin sao nó sẽ hiển thị màn hình để cho em biết đây là số tấm hình có thể chụp, đây là chức năng của máy. Thì mình bấm trên đây nó sẽ có xóa mắt đỏ nè, tắt flash nè, bật flash nè, bật flash trong môi trường ban đêm nè. Rồi bấm dưới là macro là chụp siêu gần nè, chụp cảnh nè. Rồi tại dưới nhà anh thì anh không còn cục pin nữa nên sorry nha, cứ bị cho em coi chập chờn như hoài. Đây là hai nút zoom ra zoom vô trên cái máy. Rồi em bấm vô phần menu này, cái nó sẽ hiển thị cho em là white balance, thì em có thể chọn để tùy chỉnh. Ví dụ như em muốn hình nó ngã vàng, ngã xanh gì hơn thì em có thể điều chỉnh cho màu ảnh của nó. Cái này là tăng giảm sáng, cái này là các mode function setting detail, ví dụ như là color thì mình có thể chọn, chrome mình có thể chọn, độ nét mình có thể tăng lên, rồi các khu vực lấy nét, ISO. Rồi ok, cơ bản là như vậy. Thì mấy cái con này nó chỉ có nhiêu đó thôi. Mình có thể về nhà, em kiểm tra và tham khảo thêm những cái máy giúp anh. Những cái con này thì về những cái chất lượng hình chụp ra thì nó sẽ khá là cổ điển, vì nó cảm biến rất là cổ so với thời đại hiện đại. Ok, thì nếu có vấn đề gì đó có quên thì cứ nhắn tin lại cho anh, sẽ hướng dẫn tiếp cho em nha.